Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em mới về được thêm một chiếc Mercedes-Benz phiên bản AI50. Chiếc này là sản xuất năm 2016, mới nhập màu xanh Kawasaki, nội thất màu nâu. Chạy có 4 vạn km thôi, rất là mới luôn. AI50 2016 ạ. Biển 30E93956, biển cũng khá là đẹp. Màu xanh nhá mọi người nhá. Ngoài ra nữa thì em còn một chiếc 2017 màu trắng nữa mọi người nhá. Đó, có hai màu để cho mọi người có thể lựa chọn. Màu này là trắng nội thất nâu, còn màu kia là màu... Xin lỗi mọi người, màu này là màu xanh nội thất nâu, còn màu kia là màu trắng nội thất đen. Trước kia thì 2017 và chiếc này thì 2016. Đây là một trong số những cái phiên bản mà cá nhân em thích nhất ở trong dòng Mercedes-E. Bởi vì nếu như đi dòng này á, thì nó là full option, nó đầy đủ những cái đồ chơi công nghệ để cho mọi người có thể lựa chọn. Còn nếu như đi E300 ấy, thì nó tất nhiên là nó cũng full công nghệ nhưng mà nó đắt, nó rất là đắt. Còn đi E200 thì nó sẽ là bản thiếu, gần như nó gọi như là bản tiêu chuẩn ấy, nó không có đồ chơi nhiều. Nên là gần như là cá nhân em mà mọi người hỏi ấy, thì thường thường em sẽ tư vấn lựa chọn cái bản này. Bởi vì cái bản này nó khá là hợp lý, tiền nó vừa phải mà đầy đủ option đồ chơi, công nghệ rất là nhiều. Xe này thì em vừa mua xong, vẫn còn một vài cái chỗ điểm bị xước ở đây thì nhỏ thôi, không vấn đề gì. Sau video này thì em sẽ cho xe đi spa lại một chút để cho mọi người có thể yên tâm hơn. Xe chạy có 4 vạn km thôi mọi người nhá, rất là mới và đẹp luôn. E250 màu xanh, bên trong là nội thất màu nâu. Khi mà mua xe của bên em ấy, thì mọi người yên tâm là bên em có bao test hãng, check hãng toàn quốc cho tất cả mọi người khi mà lấy xe, nên là hoàn toàn yên tâm khi lấy xe của bên em. Đó, rất là mới luôn. Ngoài cái việc bao check hãng, test hãng ra thì bên em còn có cả dịch vụ thu mua đổi các lại xe đã qua sử dụng. Nếu như anh chị đang đi một chiếc xe khác muốn đổi lấy chiếc xe này hay là bất kỳ dòng xe nào của bên em thì bên em nhận đổi các lại cho mọi người nhá, giá sẽ hợp lý thôi. Trên phiên bản E250 này thì nó có một vài cái điểm mà nổi bật so với những cái bản E200 và E300, đó chính là một bộ vành la răng 5 chấu. Đó, la răng 5 chấu mọi người nhá. Ở hàng ghế thứ hai thì có ghế da cao cấp. Đây, cái này ghế da màu nâu. Và trên bản E250 thì chúng ta sẽ có loa Boommaster. Đó, một loại loa cao cấp của nhà Mercedes-Benz. Đến thời điểm hiện tại vẫn đang được nhà Mercedes-Benz sử dụng trên những chiếc xe Mercedes-Benz cao cấp nhất. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái em sẽ mở cái khoang hành khách bên trên. Đây mọi người nhìn cho em nhé. Xe thì rất là mới ạ. Và được trang bị thêm khá là nhiều option, ví dụ như là sấy ghế này, loa Boommaster này, chúng ta sẽ có lùi chuồng tự động ở đây. Đó, lùi chuồng tự động. Đó. Rồi cảm biến ở trên chuột, cảm biến thông minh. Đó, ghế da màu nâu này mọi người này. Nhìn rất là mới nha mọi người nhá. Xe thì rất là đẹp, chạy được có 4 vạn km thôi ở đây ạ. Trên bản này của chúng ta thì còn có thêm cả cửa sổ trời ở đây nha mọi người nhá. Cửa sổ trời, nó hơi nắng. Đây, cửa sổ trời đấy ạ. Đó, cửa sổ trời. Tất cả những cái phím ở đây còn rất là mới và đẹp. Nói chung là không hề bị xước sát một chút nào đâu, rất là mới. Khi mà xong video này ấy, thì em sẽ cho xe đi spa lại, dọn dẹp một chút thôi, là sẽ có thể gửi đến mọi người một cái video hoàn chỉnh hơn về chiếc xe này sau. Đây, vô lăng đấy ạ. Mọi người nhìn cho em này, rất là mới luôn. Cá nhân em ấy thì đã chia sẻ rất là nhiều lần về những chiếc Mercedes-E này rồi. Bởi vì em bán khá là nhiều những cái dòng này. Những chiếc Mercedes-E như thế này thì bán rất là chạy vì nó vừa tiền. Đặc biệt là cái màu xanh này. Nếu như anh chị nào hợp cái màu xanh, mệnh màu xanh, hợp màu xanh thì rất là thích cái phiên bản này. Hoặc là đơn cử là anh chị nào thích cái màu xanh Kawasaki, ra đường nó rất là nổi bật, nhìn rất là giống Porsche, thì chúng ta có thể lựa chọn chiếc xe này. Ngoài ra thì ở hàng ghế phía sau thì rất là rộng rãi và thoải mái thôi. Có thảm 5D đó. Mọi thứ thì đều được chủ xe họ rất là cẩn thận. Đây mọi người nhìn cho em này, ở cái ghế dây đằng sau này nó cũng không hề bị xước sát một chút nào, còn rất là mới luôn, còn nguyên bản là nhiều. Đó. Hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc E250 sản xuất năm 2016, chạy được 47.000 km, rất là mới mọi người nhá. Đó, thì hiện tại bên em đang bán chiếc xe này với giá là
1 tỷ 580 triệu mọi người nhá, 1 tỷ 580. Tất cả những cái anh chị nào mà có nhu cầu mua xe thì có thể liên hệ trực tiếp với em để chúng ta cùng trao đổi và thương lượng về giá cả để cho mọi người có thể tham khảo và đi đến cái quyết định cuối cùng mọi người nhá. Sau đây thì bên em sẽ có những cái dịch vụ sau bán hàng và những món quà dành tặng cho khách hàng khi mà chốt xe của bên em. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Sau một vài ngày tới em sẽ gửi, sau khi mà spa lại chiếc xe này, dọn dẹp đánh bóng thì em sẽ gửi đến mọi người một cái video hoàn chỉnh hơn và để cho mọi người ưng ý hơn về chiếc xe này khi mà các anh chị xem lại xe. Thêm nữa thì bên em còn một chiếc màu trắng nội thất màu đen nữa 2017, giá 1 tỷ 680 mọi người nhé, lệch nhau khoảng 100 triệu cho một đời. Mà form dáng thì giống nhau, anh chị có thể tùy chỉnh vào cái mức kinh tế của mình, sau đó tự lựa chọn. Nếu như anh chị thích chiếc nào thì có thể liên hệ với em. Bây giờ em sẽ cho mọi người nhìn qua một vòng nữa ở ngoài ngoại thất trước khi em kết thúc video cho chiếc xe này mọi người nhé. Cửa hít đấy ạ. Đó, một trong số cái option mà rất là thích, màu xanh mọi người nhá. Mọi người nhìn lại một lần nữa trước khi em kết thúc video này. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của lần này của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.